Kính thưa quý vị, bây giờ là phần 2. Lộc ơi, chương trình Ngọc Trung Tim là một sân khấu, một giảng diễn đàn dành cho những người khuyết tật và thương tật. Em là một viên ngọc mới đến với chương trình anh. Không phải là phải hát hay, không phải là đờn giỏi, nhưng được mẹ bật mí là em hát cũng rất hay. Chút xíu nữa nếu có thời gian em phải hát chút xíu, mà hát mộc nha quý vị. Hát mộc dĩ nhiên chúng tôi không có âm thanh, không có nhạc thì dĩ nhiên. Nhưng mà anh nói về họa sĩ của em, anh rất thích. Nếu mà khán giả khắp mọi nơi xem chương trình này, hoặc là một người ân nhân của Ngọc Trung Tim là anh Khải Toàn muốn có những bức tranh này, thì phải làm cách nào? Em nếu mà khán giả muốn mua bức tranh của em, có thể liên hệ với mẹ em. Dạ, dạ. Mẹ là manager đó. Đúng rồi, thưa quý vị, phải nói là Lộc rất là dễ thương. Có một người mẹ, chút xíu nữa chúng ta cũng gặp cô chút xíu để chúng ta biết được tình mẫu tử. Nếu mà không có người mẹ thì chắc chắn giờ này Lộc rất là cô đơn. Tại vì Lộc đã có gia đình và một cháu, đúng không? Em có thể nói rõ về vợ chồng em quê ở đâu và con em bây giờ bao nhiêu tuổi, trai gái? Dạ, con em con trai năm nay nó 14 tuổi. Dạ. Cháu vẫn đi học phải không? Dạ. Năm nay nó học lớp 10. Rồi bây giờ là em sống với gia đình với mẹ thôi. Dạ. Chúng tôi không muốn nhắc đi sâu vào cái chuyện tình cảm, nhưng mà tôi biết rằng là Lộc rất hạnh phúc, may mắn em vẫn còn một người con trai, và cậu đó là năm nay đã lớn rồi và có thể lo chăm sóc cho ba. Và bây giờ anh hỏi em nè, bao lâu em mới vẽ được một bức tranh, và thường thường em vẽ là bức tranh lâu nhất là bao lâu thời gian, và nhanh nhất là bao lâu, là nhanh nhất là bao nhiêu ngày? Nhanh nhất cỡ một tuần. Đứng hình luôn á, một tuần luôn các vị. Nên bức tranh nó rất là khó nha các vị. Nhiều khi vẽ không xong mới dục nữa chứ, chứ không phải vẽ luôn một tuần. Còn lâu chắc anh nghĩ là mấy tháng. Dạ. Yeah. Còn lâu một tháng. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái hay nhất là bức tranh đó, nó là một ý tưởng riêng của em. Nên bởi vì chưa nói là vẽ xong nửa chừng cái không thích anh dục qua bên, anh nghĩ ra ý khác. Thì theo bức tranh bự hay bức tranh nhỏ. Yeah. Bây giờ trước khi mà chúng ta gặp mẹ của Tướng Lộc, thì mong Tướng Lộc hát tặng về mùa này lễ Vu Lan nè, hay em hát một bài về tình nè, hay là em hát về cho đời. Em là thích loại thể loại nhạc nào? Dạ, yeah. Tình cha đi. Tình cha này để đội Tướng Lộc viết tặng cho, hát tặng cho ba, cũng hát tặng cho chính bản thân mình về đứa con trai của mình, và cũng mong quý vị thưởng thức. Xin lỗi quý vị bởi vì chúng tôi không có nhạc của âm thanh hát mộc nha, hát một chút thôi là biết chất giọng của đội Tướng Lộc. Nhạc phẩm tác giả có phải là của Ngọc Sơn không em? Tác giả của Ngọc Sơn. Đúng rồi. Xin mời đội Tướng Lộc. Dạ. Tình cha mát như vân thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con giang nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già dấu yêu, còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh. Và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con, rồi cha khẽ nói: "Này con yêu ơi, con hãy nhớ,
hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho xanh, rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Em hát hay quá Lộc ơi. Phải nói là họa sĩ nè, rồi ca sĩ nè, rồi lại nhiều talent như vậy. Mặc dù là em là một người thương tật, nhưng anh nghĩ cái thương tật đó nó bình thường đối với em của nhiều bạn có vẻ khó khăn hơn. Anh mong muốn rằng là ba mẹ em sẽ là khích lệ cho em. Nãy giờ hát cha rồi, bây giờ hát mẹ, em có thuộc bài nào về mẹ không? Hát chút xíu. Ok. Trước khi mà em Lộc hát thêm bài mẹ thì chúng tôi muốn mời một người đã thương mến em, nuôi em mang đặng để đâu và bây giờ vẫn lo cho Lộc, thì để em hát tặng cho mẹ thì anh nghĩ là càng cho em càng thấy cái niềm cảm hứng thêm. Dạ xin mời cô. Dạ con xin hát bài Tình Mẹ. Trở về làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giang nan say nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Mỗi khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. Hà ơi tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hời con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru à ơi như vẫn còn đây trong lòng con, giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu. Dạ kính thưa quý vị, vừa rồi là phần trình diễn của Đỗ Tấn Lộc hát một nhạc phẩm về mẹ tặng cho cô, là phải nói là người sinh thành ra cho nhân tài là Đỗ Tấn Lộc. Em có đôi lời chào chị và xin chị có đôi lời chào với khán giả Ngọc Trung Tiêu. Mình tên là Nga, mẹ của Đỗ Tấn Lộc. Mình xin chào quý vị khán giả của chương trình Ngọc Trung Tiêu. Kính thưa quý vị, khi mà Thành Lễ nhận được số phone của em Lộc, và chị là người phải nói là còn trẻ lắm nên là để xưng hô bằng chị, chứ đúng là phải kêu em là phải kêu bằng cô rồi, nhưng mà thôi cho em nghệ sĩ em kêu chị là chị Nga. Chị Nga đã nói chuyện với Thành Lễ và cái điều mà Thành Lễ gọi là xin làm cuộc hẹn, bởi vì Thành Lễ cũng không có thời gian nhiều, nhưng mà chị Nga mới báo rằng em Lộc mới 2-3 ngày nay em bị stroke trở lại, là cứ như là bị đột quỵ đó quý vị, và em phải vô bệnh viện nằm, và sau đó chị rất là lo lắng, và hôm nay em được ra khỏi viện và em mới làm cuộc phỏng vấn này. Chị ơi, cháu đột quỵ là như thế nào thưa chị? Cháu như là sau chấn thương á, thì người ta nói sẽ bị bệnh động kinh. Thì 14 năm trước á, thì không có sao, nhưng mà cách đây mấy ngày á, thì cháu nó bị, tưởng là không cứu được rồi đó. Bây giờ chuyện nó xa rồi em không muốn hỏi lại nữa, nhưng mà cái động lực nào, cái niềm nào làm cho chị vượt qua mọi sự
khó khăn, khổ cực nuôi con 9 tháng 10 ngày rồi, nuôi con đến 18 tuổi rồi, ngày hôm nay nuôi con thấy khe nữa, thì chị có thể chia sẻ cho những người mẹ, người cha có hoàn cảnh có những người con bị thương tật hay khuyết tật, chị có thể nói được cái tâm tư tình cảm của một người mẹ. Nói chung thì người mẹ nào cũng đều thương yêu con cái của mình, nhưng có những đứa con khi mà trong đường đời nó không có được suôn sẻ, nó có những cái chuyện mà cái là gọi là tai nạn hoặc là tai biến hoặc là bất hạnh, cho nên mình thương nhiều hơn những đứa khỏe mạnh. Thì đối với mình thì Lộc là con trai cả, mình dành trọn nhất tất cả tình thương yêu cho con cái, nhưng mà Lộc nó quá bất hạnh cho nên là mình dành tình cảm cho Lộc nhiều hơn. Hằng ngày thì mình cũng như bao bà mẹ khác thôi, mình vẫn chăm sóc con, nhưng mà trong đó nó có cái đặc biệt hơn là mình phải chăm kỹ hơn nữa. Khi mà Lộc đi làm thì mình cũng sẽ chuẩn bị cho Lộc những cái vật dụng cần thiết, thì sau giờ của Lộc về đó thì mình chăm con cho nó cũng bình thường thôi, nhưng mà mình thấy là con mình cũng gọi là quá hạnh phúc khi gặp mình. Trời, nhìn như baby vậy đó, Thành Lễ cũng muốn ôm luôn cả người mẹ vậy đó. Phải nói tình yêu thương này làm cho Lễ nhớ lại mẹ của mình tuy đã qua đời. Lộc, em hạnh phúc quá. Anh nghĩ là trong sự tình yêu, điều đầu tiên nhất là cái sự hiếu thảo của cha mẹ. Và ngày hôm nay mẹ, ba mẹ em vẫn còn, nên bởi vì là em, dạ, em là một người hạnh phúc. Và bên cạnh đó em có cậu con trai năm nay 17 tuổi rồi, cháu cũng là sẽ là một cái nơi chỗ dựa cho em về tinh thần tình cảm, nên em phải em là người hạnh phúc đó. Nên anh hy vọng rằng có những bức tranh của em vẽ nó mang cái tinh thần đi lên, để cho khi mà bức tranh đó treo trên tường, hoặc để cho tất cả những gia đình có những đứa con mà nói mà không nghe đó, nhìn bức tranh sẽ thay đổi tính tình yêu thương mẹ nhiều hơn. Em vậy ha. Và thưa chị, nếu mà muốn có những bức tranh này thì liên lạc có số phone như thế nào đến chị nếu mà ở ngoài nước? Chị mình xin cho cái số điện thoại của mình, nó là 090 33 757 732, chị Nga. Chúng tôi xin mạng phép để số phone của mẹ của em Lộc để chúng ta tiện liên lạc nếu quý vị muốn ủng hộ tinh thần cho Lộc, bằng cách chúng ta cho người họa sĩ này thêm niềm cảm hứng, để từ việc sáng tác ra mà không có ai tiêu thụ, không ai thưởng thức thì uổng quá. Rồi người họa sĩ thường thường nổi tiếng toàn là khi mà ta không còn trên trái đất này nữa thì lúc đó tự nhiên ào ào, thì bây giờ tại sao người ta còn, bây giờ tại sao chúng ta không tới, để chúng ta cho anh thêm niềm khích lệ, nhất là người mẹ. Lễ nghĩ là bức tranh đẹp nhất là bức tranh người mẹ mà khó vẽ lắm, tại vì đó là bức tranh vẽ lâu dài mà Lộc sẽ đắn đo khi tặng cho mẹ những bức tranh. Và quý vị lúc nào cũng thương mến những đứa con mình, dù có thương tật hay khuyết tật hay đứa con bình thường, đó là những niềm khích lệ trong cuộc đời. Anh thay mặt cho tất cả khán giả của Ngọc Trong Tim kính chúc cho anh chị cũng như em và gia đình, tất cả những bạn bè vui vẻ, khỏe mạnh. Và hy vọng khi mà anh về nước lần nữa, hoặc là quý khán giả nào đó liên lạc qua chương trình Ngọc Trong Tim, hoặc là liên lạc với số của mẹ em, thì em cũng nhớ rằng là những người phương xa, dù mình không biết, nhưng mà luôn luôn là người khích lệ. Tại vì Thành Lễ nói quý vị, những cái ban tổ chức mà tổ chức về chương trình xã hội đó, thay vì chúng ta mua ở ngoài chợ hoặc là mua những cái bức tranh nó chỉ là thương mại thôi, thì tại sao chúng ta không giúp đỡ mua lại những bức tranh do những người khuyết tật, thương tật người ta làm nên, vừa chúng ta vừa giúp cho người ta chi và nhận, vừa giúp cho tinh thần thêm ý nghĩa nhân bản. Chị có, hay là em có vài lời nói với khán giả trước khi tạm biệt, điều ước nguyện của em hay là gì đó tùy em. Dạ, em xin cảm ơn quý vị khán giả và cảm ơn anh dạ giúp đỡ cho em bán những bức tranh. Dạ. Dễ thương quá, rất là dễ thương. Phải nói là em Lộc quá, rất là hiền. Dạ, còn thì chị có vài lời chào khán giả. Trước tiên thì bây giờ cũng gọi là cuối cùng, thì mình cũng rất là cảm ơn chương trình Ngọc Trong Tim, và cảm ơn quý vị, tất cả quý vị khán giả của đang xem chương trình này,
giúp đỡ cho Lộc sau cái video clip này. Quý vị, chúng tôi cứ để số phone của chị Nga, mẹ của em Lộc, và chúng tôi cũng sẽ để qua chương trình Ngọc Trung Tim nếu quý vị cần. Dạ, xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn.